Từ đợt mình nhập máy về mình vẫn vứt nguyên đây chú. Hả? Từ đợt nhập máy về vẫn vứt nguyên hết đây đúng không? Giao tiếp ở nguyên. Đó, sang cái nan này nó đẹp chứ. Sao sao chưa mài kỹ thôi hả? Ủa, giờ nó chưa đặt cho bóng đâu. Khi mà mình mài ra, mình chót này ra mình phải có người chọn nữa mà. Phải chọn chứ, phải chọn thế này phải có người chọn.